Rồi chào ở nhà nha. Bữa nay ra xong tiền đại chiến thôi bạn ơi. Bữa nay mình ra xong tiền mình đại chiến với anh cũ á, với anh Câu á. Hôm qua mua cá linh rồi tôm lóng đồ đó tờ lưa chứ, mà nhưng mà cuốc gột thời gian chỉ có 200 câu thôi bạn. Cá linh đó thì ông gặm tới xe tới chiều á thì chết hơn phần nữa. Còn tôm lóng thì ông mua xong rồi ông bỏ vô cái túi lưới á rồi ông quên đi. Bỏ vô cái chỗ mấy cái dèo nuôi cá lăng á. Nghĩ gì có túi lưới ở đâu sao, ai ngờ đâu cá lăng nó quất tè le lủng túi lưới luôn. Nên cũng còn lại cũng ít tôm lóng à. Nên chuyện qua anh văn chỉ có 200 câu thôi. Hên xui mà dân câu ai biết được. Chúng vài con cũng khủng sao. Giờ nói chung thì cũng tầm 4 giờ sáng rồi. Thì ra ngoài đó khoảng 6 rưỡi 7 giờ sáng đầu thăm câu. Dạo này thời tiết buổi sáng lạnh ghê hồn lắm mọi người. Nay mong là có con hai con Hugo cho bạn coi cho đã. Dạo này cá ngát có lại rồi nên dân câu cũng có đầy niềm tin lắm. Chứ mấy tháng trước là thua bạn ơi. Mấy tháng trước là dân câu không có. Cá ngát nó bị tích luôn á. Nên gài hên có cá ngát lây gai lại nè. Nên ngư dân đây cũng dân câu lây gai lại. Giờ tranh thủ thôi, giọt thôi. Bỏ cái phào lúc bích đằng kia lú đầu lên á. Đừng nói bữa nay 200 câu làm nên chuyện lớn nha. Không dân cá linh tờ leo bé dân rồi nào tôm lóng nữa ngự dân. Bữa nay hốt Google mới có lời chứ tính ra tiền cá linh như tính ra mấy đầu dân cá linh không bạn. Nhưng mà cá linh nó chết quéo quẹo đi mua thêm tôm, tôm thì bị cá lăng nó quất nữa. Này phao bị ai quấn lên nữa trời. Hả? Phao ai quấn lên nữa trời ác không? Chắc hờ mấy tay thả lưới cá mẹ chứ vậy. Phao người hưởng cá ở trên bữa nay. Chứ, ai quấn cho ông luôn rồi. Chẳng quấn dùm cho ông luôn rồi đó. Chứ cái bự không lấy gì hổ. Ừ, bữa nay có hàng khủng đó không? Thú vợ nó xúc khoát. Dân câu này có cảm giác xúc vợ, cảm giác coi đã lắm rồi. Gì? Cái mẹ hả? Giờ kiếm Hugo. Đó, lên neo rồi đó. Cái gì giống như lưới câu hả? Cá mè nó lòi hả? Hôm nay mà người ta thả lưới cá mè quá trời luôn. Cũng may đó là cũ có tiếng ở sông tiền thì người ta ghét là không cắt phao.
Chứ thường người ta thả lưới cá mẹ bạn, nó hướng vô cái phao nè, thường ở đây người ta cắt phao bỏ hết nè, cho cái tay lưới nó đi qua luôn á. Câu sát cái cùng gạch neo luôn, nó ớn. Do chuyện qua không đủ mồi nè, bây giờ cắt chuyện câu ra nè. Chứ gì nó làm hoài. Chưa có cá bự hò. Cái này mọi cá linh hay gì mà sao không thấy con nào hết vậy? Tôm với cá linh. Anh dằn chéo nhau luôn vậy đó hả? Lộn xộn đầu này nó hai loại luôn hả? Lưỡi cá linh, lưỡi tôm, lưỡi cá linh, lưỡi tôm. Không dằn chịu đời đó không? Một lưỡi cá linh, lưỡi tôm bạn ơi. Xe kẻ nhau. Tưởng đâu dằn đầu này cá linh hay gì chứ, đầu kia tôm chứ. Lâu lên nó đủ. Đút cái phao nó lâu lên tới đây còn. Dồn lên chỗ này, kéo lại cục chỗ này. Wow. Đó, trời ơi, con tôm nổi mẹ ơi. Cái này ông quất cá sủ 10 kg hay sao á. Ừ, tối là con tôm. Con tôm chà bá vậy mà không cá ăn. Hối thằng tôm chứ. Cái linh hết luôn vậy. Không còn con nào. Đó. Con. Còn đường con cá linh đó. Tàn nè. Về cho mấy cá lăn nè. Lử. Đọt lưới cái xác. Cái gì? Không xách cái kìm mà xuống dưới xuống cho mình. Quên đem kìm bẻ ngạnh cá nữa mới ghê chứ. Ngát ôm cắn luôn. Cái linh chết hết nè. Sáng đi chịu tốn. Đó, còn sống kìa, nó còn hơi ngoan ngoãn chút chút kìa. Chết à. Chưa thấy chạy hết ta. Phải chạy băng băng được, cái cảm giác nó mới kích thích chứ. Cá này nó ở ổ bạn ơi. Chỗ nào nó dính là dính lìa lìa. Ai cũng gạch rồi. Nó nói là đem cái vợ gan trước phải có xúc mới được à. Đó. Lên rồi. Mồi cũng vẫn còn ngâm vậy mà vẫn còn nguyên hiện, tôm lắm. Chứng tỏ chỗ này nó không có cá. Chứ có cá thường cá xác này nọ mấy con tôm lóng nhỏ nhỏ nó rỉa cũng banh xác. Mạnh như súng muốn chọc chọc. Đúng là tôm. Dính cá vào hạ nè. Tôm mua có 120 kg. Dễ hả? Tôm bự gì có 120 à? Mối, mối quen. Mối quen. Tình hình căng lắm rồi nha. Chưa thấy con nào hết trời. Sủ xiết đâu cũng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Có không, có không? Cụ nó con còn bạn ơi. Nhẹ nhẹ. Đừng nói cái linh chạy không bắt mạch luôn, tôi ớn ông luôn á. Từ lộn ngột chứ không phải chơi đâu bạn. Hối thằng chứ ổng chết đi ăn câu quên đem cái kìm. À cục. Tôm còn nào đấy. Giờ nó thèm nữa đó. Cá nó mang ra. Ăn câu cũng kiểu hên xui mà. Lúc cá đi ăn, lúc cá nó không ăn. Lụm cái sủ ơi. Xa dữ ha. Cái nào hàng bự không? Không,
xa, xa quá trời xa. Nó lên. Ủa. Nó còn sống không trời. Cái linh từ gấu vậy. Ồ, sủ sủ. Sủ này nhỏ chứ không bự. Vậy mà nó uống con tôm cho bá thì nó uống được hay chứ. Một cái linh nãy giờ chưa làm nên chuyện gì ta ơi. Cái linh là dính cái sủ là con nào nấy cành kino không ạ? Cái sủ nhỏ nó không ăn. Không ta. Lúc này nó có ốc ăn này. Đó, có con gì nữa. Ồ, 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 được à, được à, được à. Tới rồi đó, tới rồi đó. Cụ nó có con chạy dưới các bạn. Đó, 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 cái gì găng các bạn thấy không? Đó, đó, đó. Cái ngát quá rồi, chắc chết luôn à. Cái sủ đi, đừng dính ngát. Ngát ôm găng cắn á. Tới lúc cái chân ổ là vậy đó, lia lịa đó, con đá. Cầu gồ thối thằng có linh ông nội mẹ kìa. Cái linh mà bóng. Cái linh biết nói luôn á. Mua cái linh đủ lỗ luôn năm. Không gọng sao cho nó chết láng cho còn lại ít. Cá nó gọng qua 2 ngày. Con tôm mạnh sằng. Bún chọc chọc. Quà wow, xài dữ ta. Tới rồi, xem bữa nay. Nếu mà nó ăn cá linh là bảo đảm bạn luôn, cá bành kia à. Cá sủ khủng nó mới ăn cá linh. Chứ mấy con nhỏ nhỏ nó không ăn cá linh. Ờ, cá còn gốc. Ê chà. Không? Tới cá mà nguyên gốc. Ù, quà. Ừ, hên, lên rồi. Đó. Thấy chưa, thấy chưa, sủ sủ sủ. Ăn tôm rồi, không ăn tép, ủa không ăn cá linh. Ngon lành. Ngon lành cà đậu. Ủa, ít rau hỏi sủ mùi gì nè con mới đã. Ăn tôm. Ăn tôm hả? Diễm không ăn cá linh ha. Tôm chịu cho ăn tôm. Cá linh kế bên à. Trời ơi. Qua thay ha, đứt lưỡi mà thay cách 40 lưỡi. Ghê. Chung nhân câu này ở đây thì thôi tốn lưỡi dữ lắm. Tại nó dính gò nhiều á, bệnh lên nó quạt lưỡi hư lưỡi. Đứt không. Đứt lưỡi tùm lum hết trơn. Lưỡi nó quạt có thể sửa lại được chứ lưỡi đứt thôi thua luôn. 40 lưỡi. Cá mới ăn đứa sáng này ta không thấy không nằm. Hai con rồi, hai con rồi. Băng băng nữa không? Con đạt búa đâu ta? Dưới đó. Không, không, không biết không làm sao. Búa sắc mé nó bắt cá lăng. Không, không, búa cá ba sa. Ai? Múc. Thắt. Thắt hả? Nghe nó có đâu được có ba con, hai ba con nhỏ nhỏ vậy. Cái ngàn đạt nó. Đem vẽ bùa với gắn đây hay gì mà tắt xuống cứ quay tới quay luôn à. Bùa ngay lên trên mỏ luôn. Hôm phải đủ mồi bùa lên tới mỏ A luôn rồi. Đi, đạn. Thiếu mồi bởi vì bùa có 200 câu mà, thường là tới 400 câu luôn. Bữa nay có 200 mà, bởi vì hơi hiu hiu. Năm đang chạy xuồng nữa. Mới dàn lưới chạy vòng vòng dàn lưới. Chưa thấy con cá làm chân ta. Nước này nó không chịu ăn cá linh sao nè. Lên xuồng còn ngáp ngáp quậy quậy. Cái sủ này nói chung nó lên khỏi mặt nước nó cũng mau chết. Quậy quậy hồi là qua teo. Tôm mạnh vậy ha. Mà vậy không con nào nó lại nó quất không phát trời. Quất hai con cái dân chùm đó sao cái em gu à. Con này ốc quá ốc. Trời ơi phải nổ cái lạc.
cá lạc nọ nó quắn một đùi vậy. Giống như lương có đem kéo không? Không kéo. Trời ơi, bỏ xuồng kia hết hả? Chắc lên bờ rồi. Nãy tưởng đâu quên đem kìm thôi chứ. Kéo kìm bỏ hết trên bờ luôn. Rồi cá đó giờ cắn cho đứt. Cá lạc nghe nó ăn cũng được lắm mà. Không khơi khô á. Được không? Được đại, bỏ đại vô cái thao đi. Về cắt ra cho cá này. Cái lạc mặn nhìn thấy cũng ghê lắm. Nó giống như con lươn. Có dính cái lưỡi cầu đâu mà quắn không? Để cho cá ăn luôn hả? Cái lạc chịu đời nổi không? Vậy không cho mấy cá lăng ăn. Nào. Trước á. Đổ bên còn bên nó đi đặt 12. Đặt 12 cái ngục á hả? Ủa cái ghê vậy? Mười mấy cái là. Trời đất ơi. Cá lạc ra mà chợ em thấy người ta không bán làm khô cá lạc á, người ta bán nhiều á. Cái linh không làm nên chuyện gì trơn ta. Tôm. Hốt lượng con cái sủ mà lớn này nữa đi nghe ngon. Chạy giờ chạy gút gút luôn coi. Chưa thấy chạy hả? Chỗ này ốc không. Câu mà đeo kéo lên con cá nó con tép tôm nó đóng cái xình là nó thua. Nào kéo lên tôm mà nó chặt đó thì đỡ cá. Trời ơi, sủ thối thằng sủ nhì chứ. Chập bá. Vậy mà cũng quất được con tôm nữa. Mấy sủ nhì này chết queo bạn ơi, đúng rồi chết đó. Cái sủ lên mặt nước là coi như rồi luôn. Cái sủ nhì chết quéo queo. Ủa, cò là cái bài kìa sáng kìa. Chỗ này thôi cò bao la bát ngát. Người ta nuôi bè cá đó, với lại trên bờ thì người ta nuôi ao cá mà. Bây cò dữ lắm. Dằn nó gạch chơi con tôm chà bá. Con mấy con tôm này về ra mặn trời ơi, cơm ngon lắm, giờ hắn hoài. Khỏi chê đó, hết được cơm á. Đi dành mình chiên bánh xèo rồi đó, cũng ngon lắm rồi. Chỗ này không thấy chân ta. Cá gì mà chỗ ní ní không? Cái này giật cái này. Cá gì mà con cá đó, đó mà không biết con cá gì mới lớn. Giang mồi tôm lóng này vậy mà sao cá nhỏ. Thường mồi tôm lóng bạn dính cá mà cũng bự lắm chứ đâu nhỏ. Có tép gông thì mình mới dính cá nhỏ nhiều thôi. Cái linh bữa nay thua rồi, nãy giờ thấy chất quất. Được cái linh này là thôi dính cá sủ là con nào nấy xứng đáng. Dính con bự luôn. Hàng khổng lồ. Con còn cá dưới nữa. Con cá chỉ tạch không cái gì. Chắc cá linh luôn. Chết mẹ kìa nó lấy vậy. Rồi Phật Tân ơi. Manh động ghê. Vậy chết. Đó, thối thằng chứ. Ghê. Tặc 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 tặc. Làm gì súng liên thanh đây ta. Đó. Hốt được con Hugo bơi lớn này cũng ngon quá. Hết mồi. Dân cậu bạn thấy hết mồi với có khả năng con ngon bạn. Tại vì chứng tỏ chỗ đó có cá. Như có cá sủ nè, nếu mà nó dính câu là bạn thấy vậy chứ nó phải táp mấy cục mồi mới dính được nó đó.
cầu con tôm thì ông nội ơi, nó đóng gông luôn. Phá phá. Còn mạnh như súng. Bút chọc chọc. Gông tôm muốn ăn thịt nó còn cá ăn. Mình thấy con tôm còn thèm muốn chi mấy con cá này vậy mà nó không ăn. Nó vốn rồi coi, lỗ rồi. Phải hốt còn 3 kg, 4 kg rồi nó phịch lên mới vớt vát được chứ. Nói chung bữa nay không bị sự cố ngoài ý muốn mà. Là dân câu 400-500 lữ là ngon lành rồi. Tại do bị sự cố cá chết tờ lưa hột dưa. Cá chết rồi, khi mua tôm vậy cơ, cá lăng về đi, về tới chạy chạy chạy. Dỡ lên, cá lăng đâu trong gọng hả? Dỡ lên để bà nó cho cá lăng cầm nhầm trong gọng nó ăn. Nó nằm ở trong cái gọng tôm ổng luôn á, chịu đời nữa không, nó chui vô đó, bởi vì nó quất tôm tờ lưa vô. Rồi xong. Bởi vì mới thiếu mồi chứ không ngồi đâu có thiếu mồi. Mua 2 kg á, thơm á. Cốt của đại ca cũ tới à. Rồi giờ cá thì hít cá bự. Dằn lưới ốp mé rồi. Hai tè hai chồng tèo á. Dằn lưới đeo. Cá à? Lên cá đó, mới nhắc lên cá rồi, lên cá rồi đó. Lưới neo chung là năm nay dằn cá ít quá mà. Cái lình qué quèo à. Ừ, gì đâu không thấy chân ấy, kiếm con nó coi. Đổ đầu rồi. Ừ, bữa nay cá nó giăng ít mồi rồi, thêm cá ít nữa. Mồi nhiều chứ không ít đâu. Như đây vậy không là món nhậu cũng vô tư hả? À? À, cháy đó ăn cơm. Cá không ăn thì mình ăn. Phải hốt một con rồi xuống một phát rồi đã phăng phăng. Nói chung mình dân câu là bạn thấy có gì vợt á, mình xúc á cảm giác con cá nó đã lắm. Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu Hiếu nè, ốm con cá sấu à. Chưa thấy mặt mũi cá ngán nào luôn. Trời, cái linh mình thu quắc luôn vậy mà không có bà xa nào lại nó ăn á. Cái lằn đùi đỏ rồi nữa, không thấy luôn. Giờ ủi thôi bạn ơi. Mong lỡ lên nha, đừng xảy cá. Mỗi lần ủi mà đây phải nín thở. Được cái rượu, cũng vô xíu. Mà muốn tới mí nước luôn hả? Qua qua ừ, lên đây, lên đây, lên đây cũ ơi. Rồi thấy nó cái xuồng nhẹ hiều rồi nè. Rồi không ổn quá. Đứt rồi. Cái xuồng nhẹ hiều thấy không ổn à. Trời ơi, lưỡi mồi sạch bách. Hả? Vụ hả? Thầy ơi. Ngồi hết trơn luôn rồi. Lỗ rồi. Rồi luôn. Thế mình cái cuối cùng cũng vụt. Gấp. Với mình cá cũng vụt luôn, ổn ghê, ổn phát xong luôn. Thiệt tình chứ. Coi có cá sủ nào phải không? Sủ không nó bịch lên không? Bịch lên là nó nổi lên, nó trôi theo dòng nước. Sẽ cá ổn thiệt chứ. Gần hết câu rồi đó, cái chân cá phao nó đỏ. Tưởng đâu vớt vát được con. Rồi xong luôn. Gần tới cục gạch rồi mà không thấy chạy gì hết, là thấy mỏm rồi. Rồi lên neo luôn. Để chạy cá trong trong luôn.
không tình lượng con cá không để xảy nữa chứ. Con cá dính ngay chân gốc thì ủi phát rồi. Coi một vòng nó không thấy con nào nổi lên hết. Thường cái sủ dính là nó bự bự hơn là nó thường nổi lên, ủi phát vậy nó tét mép nó phình lên. Cái lỗ đầu. Bữa nay thắt thu. Ra 200 câu dính vậy là ít lắm. Giờ về thôi bạn ơi. Bữa nay giăng câu ít, cá cũng ít, mà nói chung tính ra số lượng câu thì bữa nay thắt lỗ tiền mồi. Không định hên tưởng đâu hốt được con cuối, con đó anh cũ nó cũng trọng á. Mà ổn phát xảy luôn. Giờ về thôi. Xem. Cứ mãi cho con cá lạc nó mới ghê chứ. Chết lắm, giờ nó chết trơn rồi, thấy không? Lên gọi mặt nước xíu là chứ queo à. Đây là thành quả. Được 4 cái sủ, 1 con cá lạc. Được con cá bự bạn, còn như cái kia sủ nhi không. Thành được con này. Bạn con cá lạc thấy ghê không? Đúng rồi. Đó. Cái đầu nữa. Dài thon. À, đừng con cá sủ này bự. Bán được đủ tiền tiền tôm. Tự nhiên cá sủ nhi. Đó. Đó. Bữa nay cá ít lỗ mà nó lỗ nặng, ông gọng cá nó chết rồi, tôm nó cá lăng nó quất từ lưa chứ. Tại bữa nay ông quên đem theo kìm bởi vì không có cá nhét. Này lỗ nặng. Rồi mình cũng xin kết thúc clip đây. À, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Cá linh thường nó chết rồi, có mấy con còn sống. Có tôm á, tôm thì sống nhiều. Tôm này về cháy mỡ ăn luôn. Muốn chọc chọc từ gối. Chào các bạn nha. Vô. Vô.